Vâng, là một con SUV WeWood F1500 của Mỹ, hàng chính hãng của WeWood, lại chuẩn bị lên đường với một bác khách ở trong Sài Gòn. Vâng, con SUV WeWood F1500 trước mặt quý vị và các bạn đây ạ, là bên em đang chuẩn bị test cũng như gửi cho khách hàng ở xa. Vâng, con SUV WeWood F1500, con này thì được thiết kế rất là nhỏ gọn ở phân khúc 340 dùng cho gia đình và cũng có thể các bác và anh em chơi chuyên nghiệp được. Thì con này công suất 1000W. Đó, thiết kế rất chắc chắn. Và con này sấy 340 khổng lồ phía trước đây, súp của anh dã man luôn các bạn thấy không ạ. Con này súp của anh dã man và bạo lực, của anh cực kỳ là uy lực luôn. Hàng chính hãng của WeWood, là hàng chính hãng của WeWood, có tem đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Đó, và anh bạo lực. Con này được thiết kế một cái lỗ chân cắm lạc phun rất là tiện cho các bác và anh em, có cọc loa chống lạc phun ở phía trên. Đó, rất là tiện. Đây, tắt đi rồi. Đó, nhà em tắt đi rồi ạ. SUV WeWood F1500 các bác nhá. Con này bên em bán rất là nhiều luôn ạ. Đây, model F1500. Con này bên em bán rất là nhiều. Con này là được tích hợp hơi và tích hợp điện các bác nhá. Tích hợp hơi và tích hợp điện. Rồi, con SUV này có thể kết nối được những đôi loa lớn như bát 30, bát 40, bát 50 nó kết nối được vì công suất rất là khỏe. Đó, đường chơi hơi riêng độc lập đây. Đó, và con này là cả điện đây ạ. Vâng. Thì con này được nghe rất là hay. Tiếng trầm rất là sâu. Tiếng trầm rất là sâu. Được sơn sần chống xước và chống nước đây ạ. Cái này các bác cần lấy dao cạo nó cũng trả ra. Đó, chống xước luôn. Cái này thì nặng khoảng tầm 35 cân thì để nó cho chúng ta cái tay xách hai bên. Đó, để chúng ta khênh nhé. Đó, bây giờ em lại bật trầm lên ạ. Tiếng này chưa trầm đâu ạ. Đấy, em cho con tí bật trầm lên đây ạ. Đấy, bánh sâu không ạ? Cực sâu luôn. Bánh cực sâu bạo lực. Đó là mọi người hát karaoke, nghe nhạc vàng và nghe nhạc mạnh thì con SUV WeWood F1500 rất hiệu quả nhé. Rất hiệu quả. Con này hiện tại đang có giá là 5.500.000 đồng. Các bác có thể liên hệ ngay cho bên em để đặt hàng với con SUV WeWood F1500 công suất khủng. Thật sự con này nó nghe quá hiệu quả luôn. Tiếng bass nó mạnh mẽ. Thời gian vừa qua bên em bán rất là nhiều, kể cả những có những bác lấy cả cặp về chơi. Đó, nhiều bác anh em thích trước cả bạo lực. Thì các bác ghép một cặp súp WeWood F1500 thì nghe nó rất là hay. Sâu. Vâng, nhiều bác sợ cái bát 40 thì nó cồng kềnh thì con này thiết kế rất là nhỏ gọn. Chiều cao của nó có 56cm thôi. Và chiều ngang và chiều sâu của nó đều là 46cm. Vâng, vì đây là số điện, chúng ta có thể lấy bất cứ tín hiệu ở đâu nhá. Loa kéo cũng được nhá, đẩy liền vang cũng được nhá, âm ly cũng được nhá, sau lưng tiếng cũng được nhá, sau vang cũng được nhá. Rất là tiện lợi các bạn, rất là nhiều hình thức kết nối. Con này cho giải tần xuống tận 20Hz cơ, nghe rất là sâu. Vâng, một con SUV WeWood F1500 chuẩn bị lên đường, đang hoạt động rất ổn định ạ. Rồi, sau đây xin phép được khép lại video. Cảm ơn các bạn đã chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.